Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian cho chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh truyền Cà Mau hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Giá phân bón ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm qua. Trẻ mắc COVID-19 ở Cà Mau tăng cao, ngành y tế tăng cường công tác phòng chống, đồng thời nâng cao năng lực điều trị làm giảm tỷ lệ trẻ mắc COVID-19 và hạn chế thấp nhất bệnh chuyển nặng. Trong thế giới muôn màu, mời quý khán giả tìm hiểu về hồ phun nước tự nhiên lớn nhất thế giới tại Australia. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời tiết ổn định, gần 280.000 ha nuôi tôm quảng canh kết hợp và quảng canh cải tiến đã được người dân tỉnh Cà Mau thả giống, đạt trên 90% diện tích. Trong đó, diện tích nuôi tôm quảng canh kết hợp lũy kế gần 106.000 ha, hiện đang thả nuôi 96% diện tích, số diện tích còn lại đang cải tạo chuẩn bị thả giống. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến ổn định, lũy kế đạt hơn 165.000 ha, đang thả nuôi gần 99%. Riêng diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh ổn định, diện tích đang thả nuôi đạt gần 57%. Loại hình này nuôi phân tán, một số hộ nuôi tôm bỏ trống ao đầm hoặc chuyển sang nuôi đối tượng khác, tỷ lệ nuôi thành công khoảng 60%. Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh đề ra mục tiêu tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 630.000 tấn, trong đó có 220.000 tấn tôm nuôi, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Hai thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA với Việt Nam là CPTPP và EVFTA đã tiếp tục trở thành bệ đỡ cho ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng qua với kim ngạch tăng trưởng cao. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản trong tháng 2 năm 2022 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh với mức tăng đột phá là 62%, ước đạt 635 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã chạm mốc 1,5 tỷ đô la, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm nay, ngoài thị trường Mỹ tăng mạnh tới 84% với kim ngạch là 346 triệu đô la, thì các thị trường có FTA thế hệ mới với Việt Nam đều tăng cao. Trong đó, thị trường khối CPTPP gồm Canada tăng 55%, Australia tăng 64%, khối EVFTA như Đức tăng mạnh 140%. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường quốc tế giữ vững đà tăng, với mức tăng nhỏ nhưng ổn định 5 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 5% tấm và gạo 25% tấm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, sau khi điều chỉnh tăng, giá gạo 5% tấm của Việt Nam bán ra ở mức 418 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm chào bán với giá 393 đô la Mỹ một tấn. Gạo 100% tấm giữ nguyên ở mức 338 đô la Mỹ một tấn. Tại thị trường trong nước, giao dịch lúa gạo khá ổn định. Hiện tại giá gạo nội địa tăng nhẹ, dù lượng gạo nguyên liệu dồi nhiều, các kho tăng cường nhập vào. Giá gạo tăng cũng hỗ trợ giá lúa tăng thêm khoảng 100 đến 200 ngàn đồng một ký. Cục Bảo vệ thực vật nhận định giá phân bón đang ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây do những diễn biến tăng theo giá thế giới. Ghi nhận trên thị trường nội địa, so với tháng 2 năm 2022, giá phân bón hiện đã tăng từ 5 đến 8%. Trên thị trường, hiện giá phân bón đã tăng lần thứ 3 liên tiếp. Giá ure lên ngưỡng 18.000 đồng một ký, phân DAP ngưỡng 18.500 đến 19.000 đồng một ký, NPK ngưỡng 16.000 đến 16.500 đồng một ký. Như vậy, so với tháng 2, giá phân bón hiện đã tăng từ 5 đến 8%. Giá phân bón trong nước tăng mạnh phần lớn do chịu tác động từ thị trường phân bón thế giới, trong đó có giá dầu tăng dẫn đến giá nguyên liệu sản xuất phân bón tăng. Chi phí phân bón chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất tới 50% và giá dự báo còn tiếp tục tăng. Nhằm thúc đẩy và kết nối giải quyết việc làm trong khu vực, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cần Thơ phối hợp với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến Nam Sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ ở 19 điểm cầu. Phiên giao dịch khu vực thu hút 149 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và trên 63.000 vị trí việc làm cần tuyển. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến phát huy hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh thời gian vừa qua. Trong điều kiện dịch bệnh ổn, song song với hình thức trực tuyến, các trung tâm còn kết hợp hình thức giao dịch trực tiếp để người lao động và doanh nghiệp tự do lựa chọn hình thức giao dịch mà đôi bên thấy thuận tiện. Cái vị trí tuyển dụng kỳ này thì nó có nhiều vị trí ở cấp cao, cấp trung và lao động phổ thông cũng rất là nhiều.
Có nghĩa là cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp rất đa dạng. Thì việc người lao động chỉ việc là mạnh dạn dấn thân vào các vị trí việc làm đó. Để ví dụ như trong trường hợp là mình chưa có kinh nghiệm thì mình dấn thân để mình có kinh nghiệm và mình có những vị trí việc làm tốt hơn trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp chú trọng chính sách để giữ chân người lao động, đặc biệt là những lao động có tay nghề, có trình độ đã gắn bó lâu dài với công ty. Ngoài các chế độ theo quy định của nhà nước như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp có nhiều chính sách hay như lương tháng 13, 14. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn các bảo hiểm khác như chế độ lễ Tết, xe đưa đón đi làm, phụ cấp chuyên cần. Đối với năm nay do bị ảnh hưởng bởi dịch thì đánh giá chung mình thấy là cái việc tuyển dụng sau Tết đó, thì nó sẽ khó hơn là những cái thời gian những năm trước. Cái mặt bằng chung là ứng viên họ thay đổi công việc đó, và cái sự tiếp cận ứng viên nó tìm khó hơn là những năm trước. Về mức lương thì bên khách sạn tôi đã nâng mức lương cơ bản của nhân viên từng năm và nâng lương thâm niên của từng năm lên, nhưng mà vẫn chưa tìm được ứng cử viên phù hợp. Tại vùng có nhiều lao động như đồng bằng sông Cửu Long và vùng có nhiều doanh nghiệp, công ty như Đông Nam Bộ, thì phiên giao dịch việc làm trực tuyến có ý nghĩa tạo nên sự thuận tiện giúp người lao động tự do lựa chọn nơi làm việc. Các doanh nghiệp không cần phải đi đến trực tiếp các địa phương mà thông qua các kênh online có thể gặp gỡ với người lao động từ nhiều nơi khác nhau để tìm kiếm các ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng đa dạng của mình. Điều này góp phần đáp ứng nhu cầu khôi phục sản xuất của doanh nghiệp cũng như giải quyết việc làm sau bối cảnh khó khăn do đại dịch vừa qua. Số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh những ngày qua luôn ở mức cao. Hôm qua, Cà Mau ghi nhận 3.881 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.596 ca ghi nhận trong cộng đồng. Sở Y tế tỉnh nhận định tình hình dịch đang diễn biến phức tạp khó lường, xuất hiện biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh. Nhằm chuẩn bị phương án điều trị khi F0 tăng cao, Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo các cấp phối hợp chỉ đạo tuyên truyền người dân tự thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tự test nhanh kháng nguyên nếu có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, thay đổi vị giác, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp khi phát hiện F0 phải phân loại, cách ly điều trị và quản lý, cách ly F1 theo quy định. Ngành y tế kết hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân loại nguy cơ F0 để phân luồng F0 theo quy định, đặc biệt củng cố y tế cơ sở, tổ COVID cộng đồng theo dõi điều trị tại nhà và chuyển tuyến theo quy định, hướng dẫn người dân việc dùng thuốc đúng quy định, theo dõi sức khỏe điều trị tại nhà. Các cơ sở điều trị chuẩn bị phương án kịp thời điều trị, đáp ứng tình hình F0 tăng cao, rà soát các đối tượng trên 12 tuổi chưa tiêm chủng để tổ chức tiêm ngay, chuẩn bị sẵn sàng tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi khi Bộ Y tế phân bổ vaccine. Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Cà Mau tăng cao, nhất là ở trẻ em. Ngành Y tế Cà Mau đang tập trung tăng cường công tác phòng chống, đồng thời nâng cao năng lực điều trị để góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ mắc COVID-19 và hạn chế thấp nhất bệnh chuyển nặng. Tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, bình quân mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận điều trị từ 30 đến 40 ca bệnh. Bệnh viện chủ động thực hiện phân luồng, khám sàng lọc, phân loại tiếp nhận điều trị, bố trí thêm giường bệnh, tăng cường đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị để đảm bảo nâng cao năng lực điều trị, giảm tối đa bệnh chuyển nặng. Khoa nhiễm bệnh viện như hiện tại thì đang quá tải. Hiện tại thì còn kê thêm giường thì khoảng 157 giường, nhưng mà hiện tại là 237 bệnh. Thường là gặp là ở trẻ dưới 12 tuổi, mà thường nặng là trẻ nhũ nhi. Khuyến cáo các bậc phụ huynh thì khi phát hiện trẻ sốt thì đến trạm y tế gần nhất là thử xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. Các trường hợp mà đủ điều kiện cách ly tại nhà thì nên cách ly tại nhà, người phụ huynh theo dõi sát trẻ. Khi nào có những dấu hiệu như trẻ khó thở hoặc là sốt cao liên tục, uống thuốc không hạ, hoặc là trẻ có biểu hiện ho khàn giọng nhiều thì hãy đưa đến bệnh viện. Hiện toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 4.000 trường hợp trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19. Đây là nhóm tuổi chưa được tiêm vaccine. Cà Mau cũng đã xuất hiện ca nhiễm của biến thể Omicron. Ngành Y tế Cà Mau cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về chẩn đoán và điều trị COVID-19 cho cán bộ y tế các xã, phường, thị trấn, lực lượng trạm y tế lưu động. Bệnh nhân nào có nguy cơ cao, có những nguy hiểm thì chúng ta chuyển vào điều trị tại các cơ sở y tế, điều trị tập trung. Còn lại,
chúng ta phải quản lý tốt việc điều trị tại nhà. Thì nếu chúng ta làm tốt những cái điều này thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái luồng F0, quản lý tốt các bệnh nhân để không có để là bệnh nhân chuyển nặng. Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau vẫn còn diễn biến phức tạp và số ca F0 ở trẻ em có thể tiếp tục gia tăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Sau khi được Bộ Y tế phân bổ đủ nguồn vaccine thì tỉnh triển khai tiêm ngay. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động Ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những bản tin sau.